Tổng thống Putin, Kiev đã ném thỏa thuận hòa bình Nga, Ukraine vào sọt rác. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của tri thức Việt, các bạn thân mến. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin công bố các tài liệu về tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine diễn ra vào tháng 3 năm ngoái. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moscow và Kiev đã đồng ý về những điều khoản chung về đảm bảo tính trung lập và an ninh của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 3 năm 2022. Nhưng Ukraine sau đó đột ngột hủy bỏ các thỏa thuận hai bên đã đạt được. Tài liệu trên được Tổng thống Nga công bố trong cuộc gặp với nhóm 7 nhà lãnh đạo châu Phi ở sưu tầm Petersburg ngày 17 tháng 6. Đây là lần đầu tiên ông Putin đưa ra các tài liệu dự thảo hòa bình đã được các phái viên Nga và Ukraine thảo luận ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn một năm trước. Theo ông Putin, văn bản có tên Hiệp ước về Trung lập vĩnh viễn và đảm bảo an ninh cho Ukraine đã được phái đoàn Ukraine ký kết. Dự thảo này cho biết Ukraine phải tôn trọng sự trung lập vĩnh viễn trong hiến pháp của mình. Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc và Pháp được đề cập như những quốc gia đứng ra đảm bảo hiệp ước này. Phần phụ lục của dự thảo được Tổng thống Putin đưa ra phát thảo các đề xuất của cả Nga và Ukraine về quy mô quân đội thường trực của Ukraine trong thời bình, cũng như trang thiết bị của lực lượng này. Moskva đề xuất giới hạn quân số của quân đội Ukraine ở mức 85.000 binh sĩ và lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine ở mức 15.000 binh sĩ. Trong khi đó, Kiev đề xuất rằng lực lượng vũ trang của nước này cần tới 250.000 người. Moskva cũng đề xuất Ukraine chỉ nên duy trì 342 xe tăng, 1029 xe bọc thép, 96 bệ phóng tên lửa đa năng, 50 máy bay chiến đấu và 52 máy bay quân sự. Trong khi đó, Kiev đưa ra con số có 800 xe tăng, 2.400 xe bọc thép, 600 bệ phóng tên lửa đa năng, 74 máy bay chiến đấu và 86 máy bay quân sự. Các bên cũng trao đổi các đề xuất về hạn chế súng cối, vũ khí chống tăng và hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine cùng các thiết bị khác. Các cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào tháng 3 năm 2022 ngay sau khi các quan chức Ukraine cáo buộc quân đội Nga giết hại dân thường ở một số thành phố nhỏ xung quanh Kiev. Cáo buộc được đưa ra ngay sau khi binh lính Nga rút khỏi các khu vực ở ngoại thủ đô Kiev, điều mà Điện Kremlin vào thời điểm đó mô tả là một cử chỉ thiện chí. Về phía Nga, Moscow đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc của Kiev. Phát biểu trước các lãnh đạo châu Phi, ông Putin nói Ukraine phải chịu trách nhiệm về việc phá hoại các cuộc đàm phán sau khi chúng tôi rút quân khỏi kiev như chúng tôi đã hứa chính quyền kiev đã ném dự thảo hiệp ước vào sọt rác họ đã từ bỏ nó ông putin nói đâu có gì đảm bảo rằng họ sẽ không từ bỏ các thỏa thuận trong tương lai tổng thống putin nói tuy nhiên ngay cả trong những trường hợp như vậy chúng tôi chưa bao giờ từ chối tiến hành đàm phán Phái đoàn châu Phi, bao gồm các tổng thống Nam Phi, Senegal và Zambia và thủ tướng Ai Cập, đã đến Moscow sau cuộc gặp với tổng thống A.I.N.E.V.O.L.O.D.I.M.I.Z.L.N.S.K.I. tại Kiev vào ngày 16 tháng 6. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã trình bày một lộ trình gồm 9 điểm để chấm dứt chiến sự, kêu gọi cả hai bên xuống thang. Trong khi đó, ông Zelensky nhắc lại quan điểm của Kiev rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu sau khi Moscow rút khỏi bán đảo Crimea. Tổng thống Putin đáp lại rằng việc Nga sáp nhập các lãnh thổ mới tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định Moscow có quyền can thiệp để bảo vệ người dân ở miền đông Ukraine. Ukraine đã từ bỏ tất cả các cuộc thảo luận về khả năng trung lập vào năm ngoái và chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO ngay sau đó. Chuyên gia vạch ra 6 kịch bản của xung đột Nga-Ukraine sau chiến dịch phản công của Kiev. Mặc dù còn quá sớm để biết liệu chiến dịch phản công của Ukraine có thành công hay không, nhưng những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột sẽ phụ thuộc phần lớn vào nó. Seth Jones, giám đốc chương trình an ninh quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với Insider. Trong bối cảnh cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945 hiện đang bước vào một giai đoạn mới, đây là 6 kịch bản có thể diễn ra, ngừng bắn. Seth Jones cho biết giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột sẽ được xác định bằng việc Ukraine có thể giành lại lãnh thổ nhanh hay chậm như thế nào trong cuộc phản công của mình. Ông nói, nếu Ukraine tiến chậm, triển vọng đàm phán với Nga sẽ tăng lên, điều đó có thể sẽ được khuyến khích bởi một số nước phương Tây. Tuy nhiên, nếu Ukraine có thể giảm diện tích lãnh thổ do Nga nắm giữ từ 20% hiện tại xuống còn khoảng 10-15%, thì khả năng đàm phán sẽ ít hơn, ông nói thêm. Các cuộc đàm phán có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn tạm thời. Tình trạng tương tự ở biên giới bắc và nam bán đảo Triều Tiên, nơi không bên nào công nhận rằng chiến tranh đã kết thúc. Đó không phải kết thúc, đó chỉ là giảm cường độ, ít nhất là tạm thời, và nó trở thành một thứ gì đó gần giống với một cuộc xung đột đóng băng, có thể nóng lên hoặc hạ nhiệt tùy thuộc vào các yếu tố, ông nói. Theo kịch bản này, Nga có thể hy vọng rằng Mỹ và các nước phương Tây khác sẽ không còn quan tâm đến cuộc xung đột và giảm ủng hộ Ukraine. Điều đó cuối cùng sẽ thay đổi cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho Nga và cho phép nước này giành các vùng lãnh thổ theo cách lý tưởng mà họ muốn vào tháng 2 năm 2022, John nói. Thỏa thuận hòa bình Có khả năng xung đột sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình. Nhưng John cho biết ông nghĩ rằng Nga đã đổ vào quá nhiều vốn liếng chính trị và quân sự để có thể rút khỏi cuộc chiến mà không đạt được những thành công rõ ràng. John nói rằng mặc dù không rõ Tổng thống Vladimir Putin sẽ chấp nhận như thế nào là thành công, nhưng ông ấy có thể chấp nhận việc Nga giữ các phần lãnh thổ Ukraine trước đây mà Moscow đã sáp nhập. Câu hỏi phức tạp hơn là Ukraine sẽ sẵn sàng từ bỏ những gì trong một thỏa thuận. Tổng thống đã nói rằng mục tiêu của Ukraine là lấy lại tất cả các khu vực mà Nga kiểm soát, bao gồm cả Crimea sáp nhập Nga vào năm 2014 nhưng Ukraine không công nhận. John nói, tôi nghĩ rằng một thỏa thuận hòa bình rất khó xảy ra trong tình hình này. Nga chiến thắng có thể cho rằng, ít nhất cho đến tháng 2 năm 2022, quân đội Nga là một trong ba đội quân hùng mạnh nhất trên thế giới bên cạnh Mỹ và Trung Quốc. Nhưng Ukraine đã ngăn chặn một chiến dịch chớp nhoáng của Nga nhằm giành quyền kiểm soát Kiev, John nói, cho rằng Ukraine đã đạt được một chiến thắng quan trọng trong việc ngăn điều đó xảy ra. Theo John, Nga có thể chấp nhận một chiến thắng dưới hình thức một thỏa thuận hòa bình, công nhận các vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine là thuộc Nga. John cho biết, trong tình hình hiện tại, các lực lượng Nga có rất ít triển vọng cho các hoạt động tấn công. Theo chuyên gia, mục tiêu của Nga bây giờ là củng cố các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát, ngăn chặn các lực lượng Ukraine giải phóng thêm lãnh thổ và sau đó chờ đợi. Nga rút lui, Ukraine chiến thắng. Có khả năng Ukraine sẽ giành được lợi thế ở những nơi như Luhansk và Donetsk ở phía đông và Zaporozhye ở phía nam như một phần của cuộc phản công. John nói, có khả năng Ukraine sẽ đạt được những bước tiến lớn, nhưng việc đẩy lùi người Nga ra khỏi những vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát, điều đó sẽ rất khó khăn. Xung đột kéo dài một khả năng có thể xảy ra là giao tranh tiếp tục diễn ra quyết liệt trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm mà không có người chiến thắng cuộc xung đột về cơ bản có thể trở thành một cuộc chiến tiêu hao trong đó cả hai bên cố gắng bào mòn nhau đến mức sụp đổ không rõ bên nào sẽ có thể cầm cự lâu hơn trong khi ukraine nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ phương tây thì nga có nhiều nhân lực hơn john nói tướng mark Milley, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ cho biết vào tháng 5 rằng ông nghĩ xung đột có thể kéo dài nhiều thập kỷ vì nga sẽ đấu tranh để đạt được các mục tiêu quân sự của mình tuy nhiên nhân lực dồi dào của nga có nghĩa là ukraine khó có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ mà họ cho là của mình ông nói thêm điều đó có nghĩa là giao tranh sẽ tiếp tục sẽ rất khó khăn và đến một lúc nào đó cả hai bên sẽ đàm phán để giải quyết hoặc sẽ đi đến một kết luận quân sự ông nói chiến tranh hạt nhân và hoặc sự can thiệp của nato kịch bản bùng phát chiến tranh hạt nhân đã nhiều lần được các chuyên gia đưa ra kể từ khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở ukraine John nói rằng có những rủi ro lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân và không rõ liệu NATO có tham gia vào kịch bản đó hay không. Một quan chức cấp cao trước đây từng nói rằng việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân có thể gây ra phản ứng vật lý từ NATO. Tuy nhiên, John nói rằng việc NATO tuyên chiến với Nga có thể tạo ra một cuộc chiến lớn kéo theo các nước khác như Trung Quốc. Đây là điều mà khối này có thể muốn tránh. Thay vào đó, NATO trước tiên có thể sẽ xem xét tăng cường trừng phạt và hỗ trợ vũ khí cho Ukraine các khán giả của tri thức việt có suy nghĩ như thế nào sau khi xem đến những giây phút này của video hãy bình luận xuống phía bên dưới nhé video hôm nay xin phép được dừng lại tại đây cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại